Lô ảnh smartphone sở hữu camera thò thụt đầu tiên của Huawei. Các hãng công nghệ có những cách khác nhau để mang thiết kế màn hình không viền lên sản phẩm của mình, bao gồm phần tai thỏ hoặc giọt nước để bố trí camera trước. Tuy nhiên kiểu thiết kế này không được nhiều người dùng yêu thích vì phần tai thỏ hoặc giọt nước vẫn còn chiếm một phần diện tích trên màn hình. Giờ đây nhiều hãng smartphone đã áp dụng giải pháp mới để giấu đi camera trước trên sản phẩm bằng cách ẩn camera trước vào bên trong thân máy và chỉ trồi ra khi cần sử dụng đến, tạo nên kiểu thiết kế camera trước dạng thò thụt có thể kể đến một số hãng đã áp dụng giải pháp này như Oppo, Vivo, và sắp tới có thể cả Huawei. Evilix, tài khoản Twitter nổi tiếng với việc thường xuyên đăng tải các thông tin chính xác về những sản phẩm công nghệ sắp ra mắt, vừa cho đăng tải hình ảnh chính thức được cho là của HUANUEIPSMAZTZ. Từ hình ảnh được đăng tải cho thấy điểm nổi bật của sản phẩm đó là sở hữu thiết kế không viền màn hình và không có sự tồn tại của phần tai thỏ hay giọt nước để chứa camera trước mà thay vào đó camera trước sẽ được giấu đi bên trong thân máy và chỉ trồi ra khi cần sử dụng đến. Mặt sau của sản phẩm là sự hiện diện của cảm biến vân tay và cụm camera kép, mà theo Evilix sẽ bao gồm camera chính 16MP và camera 2 megapixel để ghi nhận độ sâu trường ảnh, tạo hiệu ứng xóa phông khi chụp ảnh. Evilix cũng cho biết sản phẩm sẽ sở hữu màn hình 6,59 inch, bên trong là bộ vi xử lý Kirin 710 do Huawei phát triển bộ nhớ RAM 4GB cùng bộ nhớ lưu trữ 64GB, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài. Camera trước của sản phẩm có độ phân giải 16 megapixel. Sản phẩm vẫn được trang bị rắc cắm full 3,5mm truyền thống và được trang bị thỏi pin có dung lượng 4000mAh. Nhiều khả năng P Smart Z sẽ được Huawei trình làng vào tháng 5 hoặc 6 này, với mức giá dự đoán ở mức 210 đô la Mỹ. Tê Thủy